Xin chào các bạn, mình là Tuyền. Mình hiện tại đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây, đó chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp, một tông màu trắng. Thì hôm nay trong khuôn khổ video này, mình xin giới thiệu đến các bạn những cái tính năng nổi bật và giá bán của Creta nói chung và Creta phiên bản cao cấp nói riêng. Thì như các bạn đã biết, Creta được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm 2022. Qua các tháng, Creta luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B với giá bán của các phiên bản dao động từ 640 triệu đến 735 đến 740 triệu. Thì với những cái chính sách của nhà máy cũng như chính sách của đại lý được giảm giá vào thời điểm hiện tại, thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe phân khúc B gầm cao, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, giá tốt. Thì trên phiên bản cao cấp này, những cái công nghệ nổi bật của Creta đó là hệ thống Hyundai Smart Sense, hệ thống hỗ trợ giữa làn đường, hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ phía trước, hỗ trợ cảnh báo và phanh tự động có khi có phương tiện cắt ngang phía sau. Chúng ta sẽ có thêm là hai màn hình lớn là màn hình đa thông tin kích thước 10,25 inch và màn hình giải trí cũng kích thước như vậy. Có định vị, tích hợp định vị navigation của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Ở phiên bản cao cấp chúng ta cũng sẽ có là ghế thông gió làm mát của hai ghế phía trước và kèm nội thất ghế da vượt trội hơn so với hai phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Cảm biến áp suất lốp thì được trang bị cho cả ba phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp. Loa bô thì được trang bị trên phiên bản đặc biệt và cao cấp luôn. Thì về vấn đề về giá bán thì hiện tại Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn giá niết là 640 triệu, hiện tại đại lý đang được giảm, đang giảm cho khách hàng khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và tặng cho khách từ 10 đến 15 triệu phụ kiện. Cũng có thể quy đổi ra tiền mặt, các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp để mình có thể báo giá được tốt hơn và chuẩn hơn. Bản đặc biệt với giá niêm yết là 690 triệu thì hiện tại đại lý cũng đang giảm giá cho khách hàng là 10 đến 15 triệu đồng, kèm theo khuyến mại phụ kiện từ 10 đến 15 triệu tiền phụ kiện. Đó, trên phiên bản cao cấp này thì giá niêm yết là 735 triệu thì hiện tại bên đại lý mình đang bán với giá chỉ là 708 triệu thôi. Và các màu xe thì sắp tới bên mình cũng sẽ về đầy đủ các màu phổ thông như là màu trắng này, màu đỏ này, màu đen, màu xám titan, màu xanh. Đó. Với chính sách giá như vậy thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, thị trường tỉnh nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng 700, hơn 700 một chút so với bản tiêu chuẩn, và bản cao cấp thì nó rơi khoảng gần 800. Đó. Thì hoàn toàn đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng. Đó là xe phân khúc hạng B, giá tốt, tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao, có đầy đủ tính năng, đầy đủ công nghệ. Và đặc biệt đây lại là một chiếc xe nhập khẩu của Hyundai. Với cái trải nghiệm cá nhân mình thì xe đi cách âm tốt, tiết kiệm nhiên liệu và có sự vận hành ổn định bởi các công nghệ an toàn như là hệ thống chống bò cứng phanh ABS này, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực phanh điện tử và hệ thống an toàn của gói Hyundai Smart Sense. Thì các bạn quan tâm đến Hyundai Creta thì xin vào liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình để được tư vấn báo giá rõ hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.